Đồ Gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 1 2020. Đồ Gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý khách hàng một chiếc sập thập biểu quần mai bằng gỗ kích thước 1m8 x 2m và ván mặt dày đậu 2 phân. Dạ tiền dày 12 phân, dạ ngang dày 10 phân. Toàn bộ được làm cổ liền chân 25 phân và chiếc sập này Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần delivery theo đơn đặt hàng của một chị khách hàng đến từ phố Phúc Tân, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Gia đình ở ngay cửa khẩu Phúc Tân. Quý khách có nhu cầu về sản phẩm trên vừa liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Và cái sập này mặt này là ván dày đậu 2 phân, 2 phân đậu luôn. Mặt 2 lá và khuôn mặt này dày 8 phân. Khuôn mặt này dày 10 phân. Chân này là chân 25. Toàn bộ đường nét được chạm trên chiếc sập này được đục thủ công bằng tay. Đục thập điểu quần mai, tức là 10 chú chim điểu ở trên một cây mai. Cả chữ thọ rất chia đẹp. Và cái mẫu sập thập điểu quần mai này mẫu sở trường của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Trước đây cũng đã làm rất nhiều cho các khách hàng ở mọi miền trên Tổ quốc. Đấy, ngoài chiếc sập thập điểu quần mai ra, chúng tôi vẫn còn rất nhiều các chiếc sập tương tự. Đấy, hàng đẳng cấp và đỉnh cao còn rất nhiều. Mọi người có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình là 0967 110389 hoặc 0972 770888. Hiện tại ở cơ sở của Thành Luân chúng tôi có tầm độ khoảng vài chục chiếc sập. Quý khách có thể về Đồ Gỗ Thành Luân để tha hồ lựa chọn. Và điển hình như đây một chiếc sập thập điểu quần mai do hàng nghệ nhân. Đây là chiếc sập của một khách hàng đến Thanh Hóa đã đặt hàng. Chúng tôi chuẩn bị đi bàn giao. Và ngay lúc này thì chúng tôi cũng đang bốc xếp một chiếc sập thờ. Chiếc sập thờ của gia đình nhà chị. Đấy, chị đã đặt Đồ Gỗ Thành Luân tôi hai sản phẩm, chiếc sập thờ mai điểu và chiếc sập thập điểu quần mai. Đấy, được toàn bộ được làm chất liệu gỗ gụ. Và các sản phẩm trên tôi đang quay video clip trực tiếp tại xưởng sản xuất của Thành Luân, làm tại làng nghề mộc thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đấy, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ chúng tôi để được sở hữu các sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Và thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi ủng hộ. Tôi xin tạm dừng video clip tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại khách trong những video clip tiếp theo.